Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tai nó cũng có tiếng như ve kêu. Nhìn đi bao lâu rồi? Dạ, cũng bị được năm nay năm thứ ba. Năm nay thứ ba rồi hả? Mà hiện nay là sao bây giờ? Hiện nay tai vẫn ù cả hai bên. Rồi, cảm ơn. Tai trái này gần 5 năm rồi. Dạ. Nằm viện điều trị nhưng mà không khỏi, gọi là điếc đột ngột. Đi tập bơi xong rồi nước đập vào tai, thế là bị điếc, mà bây giờ nó kêu 24/24 như máy nổ. Đau đầu sao? Đau đầu nó cứ vàng vàng ở đầu, rất là bị đau lửa, cái đầu này, cái sống cổ này lên là nó đau lửa hết cái vai gáy này, đau cắn đau lắm, mà hôm qua tay thì không nhấc lên được, thì hôm qua lại bấm thì lại đỡ đau hẳn. Rồi. Cái cùi tay đã. Rồi, bây giờ là mới bóp. Đấy. Bóp như vậy là khoảng độ chừng là 15-20 cái. Rồi đẩy lên. Hai cái phòng phòng đúng rồi. Và như vậy. Hai cái phòng mà sao chị lại tận trên tai đến nó dưới này cơ mà chị. Rồi bây giờ vê cho mạnh lên cái bàn tay ngoài và mình đẩy nhiều lần, đẩy nhiều lần. Người cho ý kiến đi, sau khi nóng trong cái lỗ tai mình nghe sao? Rõ hơn, thoáng hơn. Nghe thoáng hơn phải không? Nghe rõ hơn, làm sao nó kêu nhỏ hơn. Nó kêu nhỏ hơn. Vâng. Là nghe rõ. Là cái tai điếc này này. Tai điếc nó nghe nhỏ hơn. Đại khái là không biết nghe rõ hay không, nhưng mà nghe cái này nó quang mà nó tiếng nó nhỏ hơn. Trước đó là máy nổ. Vâng. Thì bây giờ lại không. Nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Bây giờ thử bên tay coi, bên đây coi. Rồi, bây giờ nói nghe sao rồi? Cũng có trong hơn. Trong hơn ha. Rồi. Còn em cảm thấy nhẹ đầu á. Hả? Nó nóng tai mà nghe rõ, nó nhẹ đầu. Nghe cái đầu hơn phải không? Vâng. Rất là thông thoáng. Vâng. Bây giờ nghe cái đầu có bớt chóng mặt không? Đỡ. Rồi. Ha. Thì bây giờ mình đẩy như vậy lên. Rồi sau khi đẩy lên rồi đó thì mình lấy cái tay á, mình dò như vậy nè mấy quý vị. Dò thì mới mạnh, chứ còn dò mà vừa chị này ăn thua gì? Đúng không? Nghe đau không? Như mình nóng hết rồi không? Rồi, bắt đầu mình mới cào cái tay. Đây, cào tay về nè. Rồi, còn cái tay á, thì đây, mình lần nè. À, tôi mở ra tay này ra này nha. Mở ra nè, thấy không? Đó. Bây giờ nghe cái... Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.